Chào tất cả mọi người đã đến video của mình ngày hôm nay. Ở trong video này, mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng về cài đặt định vị điện tử Garmin 1060 Pro lên trên máy tính. Bây giờ mình sẽ bắt đầu phần hướng dẫn. Đầu tiên là các bạn lấy ra ba cái thiết bị của cái bộ vạn vị của mình. Một là dây cắm, hai là cây bút, ba là cái vạn vị. Tiếp theo là các bạn lấy dây cắm một đầu nối với cái bản vẽ và đầu còn lại nối với cái cổng USB của cái máy tính. Bước tiếp theo thì các bạn mở trình duyệt Chrome lên và sau đó lên thanh tìm kiếm gõ là Garmin 8CN. Tại trên trang chủ của nó thì các bạn lướt xuống một tí rồi sau đó nhấn vào cái biểu tượng download ở đây. Ở trang tiếp theo hiện ra thì các bạn chọn lần lượt vào cái mục ở ba cái khung này, là cái khung đầu tiên thì các bạn chọn là 1060 Pro, khung thứ hai thì các bạn chọn dòng đầu tiên, và khung thứ ba thì các bạn chọn là Windows hoặc là Mac thì thuộc vào máy tính của bạn ha. Ở đây mình là Windows nên mình sẽ chọn là Windows. Sau đó thì các bạn nhấn vào cái nút này để tải cái phần mềm Garmin tách lập về. Khi tải về cài đặt xong thì các bạn sẽ có một cái biểu tượng icon ở trên cái desktop, bạn tiếp tục tải hai lần vào nó. Ở trên giao diện của cái phần mềm Garmin tách lập này thì phần mềm được viết bằng tiếng Trung. Ở chỗ đây nó sẽ có hai cái tab, một là tab dùng để điều chỉnh cho cái bút, tab còn lại dùng để điều chỉnh cho cái bàn vẽ. Mình sẽ nói về cái bút trước. Rồi, cái bút như cái hình mô phỏng này, ở ngoài thật thì nó cũng giống như vậy. Cái bút thì nó có hai cái nút, một là nút chỗ, đây là nút trên, và nút ở dưới này là nút dưới. Thì nút trên và nút dưới thì mặc định sẵn của nó là nút trên người ta sẽ thiết lập tính tắt là tính click chuột phải, còn phía dưới thì người ta thiết lập tính tắt là tính E. Rồi, để đổi hai cái tính tắt này thành một cái tính tắt mới thì các bạn có thể nhấn vào cái tính tắt ở trên phần mềm này, rồi sau đó nhấn vào cái nút mà bạn muốn đổi tính tắt, rồi sau đó nó sẽ xuất hiện một cái bảng như thế này. Ở bên cái khung bên tay trái này, đây là các thiết bị dùng để cắm vào hay dùng để chúng ta thiết lập cái tính tắt. Ở đây thì đang chọn là cái thiết bị là con chuột, ở trên đây là thiết bị nó là bàn phím, còn khung bên này chính là các thuộc tính của từng thiết bị mà các bạn chọn vào. Ở thiết bị con chuột này gồm các thuộc tính như sau: thuộc tính thứ nhất là thuộc tính kích chuột trái, thứ hai là kích chuột phải, rồi B456, B456 nữa. Các bạn có thể tham khảo bằng cách lên trang web của học về dây rồi sau đó kéo vào cái bài viết hướng dẫn cài đặt phần mềm Garmin tách lập và những thiết lập trên phần mềm này. Ở dưới phần này thì nó sẽ có cái phần đây, nó sẽ có hướng dẫn chi tiết cho các bạn để dễ dàng sử dụng. Ở đây là để là nút chuột trái nè, nút chuột phải nè, nút giữa chuột nè, rồi đứt hai lần chuột trái nè, và lăn bánh xe trước, lăn bánh xe sau. Như mình đã nói thì các bạn muốn thiết lập cái phím tắt nào thì các bạn chọn vào cái phím tắt đó. Giờ ở trên bút này thì mình hiện tại mình muốn giữ nó mặc định nên mình sẽ từ hướng dẫn cho các bạn thay đổi cái phím tắt ở trên cái mấy cái nút ở trên cái bàn vẽ sau. Rồi đó là cái phần mô hình ở cái bút này. Còn phía bên này chính là đồ kiểm tra, đây là cái đồ kiểm tra cái áp suất với bút. Thì để kiểm tra thì các bạn
Rồi, trên cái này thì các bạn lấy cái bút của mình ra rồi sau đó bì trên cái bàn phím. Nếu các bạn bì mạnh thì cái nét bút nó sẽ đậm lên. Và nếu ta bì nhẹ trên cái bàn vẽ thì nét bút sẽ nhạt dần. Còn phía trên này chính là đồ điều chỉnh áp suất, thay đổi điều chỉnh áp suất của cây bút. Rồi, ở trên cái tab cây bút này thì các bạn lưu ý cho mình hai cái đó thôi. Một là cách thiết lập cái phím tab ở trên hai cái nút ở trên cái mô hình cái bút này. Và thứ hai là phần khung bên này là dùng để điều chỉnh cái áp suất với bút hoặc là thử nghiệm cái bút ở dưới đây, thử nghiệm áp suất của bút ở dưới đây. Rồi chúng ta sẽ qua cái tab bàn vẽ. Và cái tab này thì ta sẽ thấy được cái bản vẽ giống với cái bản vẽ ngoài đời của chúng ta. Bản vẽ thì nó có 12 cái nút. Thì mỗi nút nó sẽ có một cái đại diện cho một cái phím tắt riêng. Nếu các bạn muốn thay đổi phím tắt nó thì nó sẽ giống như cái bút hồi nãy mình sẽ ấn vào cái nút mình muốn thiết lập. Rồi sau đó có cái bảng hiện ra thì các bạn điền phím tắt của mình vào. Ở trong tab thiết bị là bàn phím này. Thì ở chỗ này thì các bạn nhấn vào dưới X này để xóa đi cái phím cũ, và sau đó nhấn cái tổ hợp phím hoặc là một cái phím đơn nào đó ở trên cái bàn phím của chúng ta, như là phím Ctrl A thì các bạn nhấn Ctrl A trên bàn phím là ở trên đây nó sẽ tự động nhảy vào. Phía trên khung này thì đó chính là phần chú thích của cái phím tắt, như là phím tắt của Ctrl E là chọn toàn bộ ha, chọn toàn bộ thì các bạn có thể ghi cái phím, ghi chú thích ở trên này để có thể ghi nhớ cái phím tắt. Rồi sau đó thì các bạn nhấn X ở trên cái hộp thoại này để lưu và nó sẽ tự động lưu và thay đổi cho các bạn. Rồi bây giờ các bạn đưa chuột vào tại cái nút đó thì nó sẽ hiện lên các bạn chú thích với phím tắt. Bây giờ mình sẽ thử nghiệm cho các bạn xem. Bây giờ mình có cái đoạn chữ này hết rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ nhấn vào phím tắt. Hồi nãy mình mới điều chỉnh xong phím tắt của nó là Ctrl E, cái nút ở trên cái bảng vẽ ha, các bạn nhấn vào đó thì nó tự động nó sẽ thực hiện cái phím tắt là Ctrl E cho các bạn. Ctrl E là chọn toàn bộ nhưng mà nó sẽ chọn cái dòng chữ. Và cứ như vậy thì các bạn thiết lập và phím tắt của từng nút 12 cái nút. Ở trên này nó có hai cái tab, một là tab phím nóng dùng để điều chỉnh phím tắt ở trên hai cái nút trên bảng vệ điện tử. Tab thứ hai là cái tab này chúng ta có thể xem được cách này nó làm việc như thế nào. Mình ở chỗ này nó có cái khung này, cái khung này ở trên cái bàn vẽ của chúng ta nó sẽ đại diện cho cái khung màn hình của máy tính. Khi các bạn đưa chuột vào ở đâu trên máy tính thì ở trên màn hình nó cũng sẽ khi các bạn đưa chuột ở đâu ở trong cái khu vực này nó sẽ tương ứng ở trên cái màn hình của chúng ta. Vậy thôi, ở trong tab cái bảng vẽ này thì các bạn chỉ cần nhớ là cách thiết lập có cái phím tắt ở trên cái nút này và sau đó là hết rồi, sau đó là rồi phần mềm theo mình các bạn chỉ cần thiết lập như vậy thôi, sau đó thì các bạn có thể sử dụng cái bảng vẽ của chúng ta rồi.
Bây giờ bạn có thể vào mở phần mềm Ben lên và sau đó thử vẽ.